Nước Cộng hòa Chad được bầu làm quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an. Tin từ Liên Hiệp Quốc, Chad là một trong năm nước đã được bầu làm quốc gia hội viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an với nhiệm kỳ 2 năm. Ngoại trưởng Moussa Faki Mahamoud đã lên tiếng bày tỏ sự vui mừng, nói rằng ông cảm ơn các nước trong gia đình Liên Hiệp Quốc đã có sự tin tưởng đối với Chad. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được độc lập, Chad được làm quốc gia hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Sự tin tưởng này phản ánh sự thừa nhận nỗ lực xây dựng quốc gia và đóng góp cho hòa bình tại châu Phi của Chad. Các nước Chad, Ả Rập Saudi, Nigeria, Chile và Lithuania đã được bầu làm quốc gia hội viên không thường trực trong ngày hôm qua. Hội đồng Bảo an có 15 nước, các nước hội viên không thường trực không có quyền phủ quyết giống như 5 nước hội viên thường trực bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Cộng. Các nước được bầu trong ngày hôm qua sẽ thay thế các nước Azerbaijan, Guatemala, Pakistan, Morocco và Togo vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014.